giang hồ Vĩnh Long vào quán ăn quyệt, quậy phá, nhục mạ nhân viên. Chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm ở thành phố Vĩnh Long khốn khổ vì liên tục bị giang hồ đến ăn quyệt, nhục mạ nhân viên. Người xưng tên Nhiễu, áo trắng, cùng hai đồng phạm đánh đuổi khách. Ngày 29 tháng 9, ông Đoàn Minh Tình, 37 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long, phản ánh với Tuổi Trẻ Online việc cơ sở kinh doanh của ông liên tục bị giang hồ đến ăn quyệt, quậy phá, đánh khách hàng và nhục mạ nhân viên. Càng báo công an, càng bị phá. Ông Tình là chủ hai cơ sở kinh doanh hải sản Tiên Cua, Tiên Cua Cà Mau ở đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Ông trình bày ngày 26 tháng 6 năm 2023, hai thanh niên xăm trổ đi xe máy phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm đến ném hột vịt và phân vào quán. Nhóm này còn quay lại clip tung lên mạng và xưng là vì tùng bò y và chửi bới. Ngày 4 tháng 5, khoảng 7-8 người đến quán ăn uống rồi bỏ đi. Họ có nói với nhân viên kêu chủ mày phải biết điều. Tổng tiền bill bị quỵt hơn 5-4 triệu đồng, để ông Tình phản ánh. Ngày 10 tháng 5, tiếp tục có 6-8 người quay lại quán, tự ý vào hồ kêu nhân viên lấy hải sản rồi bỏ đi. Nhân viên cản lại thì bị xô ra, họ tiếp tục nói, đi kêu chủ mày phải biết điều với tụi tao. Giá trị số hải sản bị lấy đi hơn 9-6 triệu đồng. Giang hồ năm heo ở trần, xăm mình, ảnh, cắt camera an ninh, để những lần bị quậy phá tôi đều trình báo công an phường. Có lập biên bản hiện trường. Cảnh sát hình sự có đến lấy lời khai, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết hay quyết định thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm. Theo tôi, họ quậy phá như vậy nhằm mục đích đòi tiền bảo kê, để ông Tình nói. Liên tục bị giang hồ y trấn áp tinh thần. Cơ sở làm ăn suy giảm nghiêm trọng, nhân viên khủng hoảng tinh thần, lần lượt xin nghỉ việc. Ngày 16 tháng 5, ông Tình làm đơn tố giác tội phạm gửi văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long. Hai cơ quan này có nhận đơn, cử điều tra viên đến lấy lời khai. Nhục mạ nhân viên, đánh đuổi khách. Đơn tố giác tội phạm của ông Tình chưa có kết quả thì ngày 23 tháng 9, cơ sở của ông tiếp tục có khách. Nhóm 5-6 người đến quán kiếm ông và ngang nhiên đi khắp quán tìm người. Các đoạn video nạn nhân cung cấp cho thấy nhóm không ít lần lùng sục khắp cơ sở kinh doanh của ông Tình. Họ đi từ cơ sở này sang cơ sở kế bên, đi từ trước quán ra tận sau bếp, đi hết các phòng rồi lên lầu. Đến đâu họ đều dùng lời thô tục chửi bới, ghi đầu nhục mạ nhân viên. Một thanh niên xưng tên Nhiễu lớn tiếng chửi bới nhiều nhân viên rồi tuyên bố, để chủ mày khi dễ nên nhắn tin không trả lời. Kêu chủ quán ra gặp tụi tao. Không tìm được chủ, người này bước ra đánh, đuổi khách về. Sau khi Nhiễu bỏ đi, một thanh niên khác đến quán xưng tên về năm heo y và cũng chửi bới nhân viên yêu cầu gặp chủ quán. Ông Tình tiếp tục trình báo công an phường, cảnh sát hình sự có đến lấy lời khai, chứng cứ. Ngày 26 tháng 9, thanh niên tên T. HQ, 27 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, đến tự ý quét mã QR chuyển vào tài khoản quán 5,5 triệu đồng. Ông Tình mang số tiền này ra giao nộp cho công an phường. Thanh niên tên Quy cũng đến đây nhận lại tiền. Cơ sở kinh doanh tôi đầu tư mấy tỷ đồng, mỗi tháng đóng thuế 40-50 triệu đồng. Hiện làm ăn rất khó khăn mà giang hồ cứ đến quậy phá như vậy, chắc tôi phải dẹp tiệm đi nơi khác, ông Tình bức xúc. Cũng tại phường 3, thành phố Vĩnh Long, một chủ quán lẩu dê cũng trình báo công an bị người xưng tên Nhiễu vào quán hành hung. Sự việc được camera ghi lại. Cách quán ông Tình không xa, 4 năm trước Tuổi Trẻ Online từng phản ánh vụ việc tương tự. Hiện quán này đã ngừng kinh doanh. Một lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận có nắm rõ vụ việc trên và đang quyết liệt chỉ đạo điều tra.